Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng trải qua những năm tháng học trò với những kỷ niệm tươi đẹp về mái trường, về thầy cô và bạn bè. Những ký ức tươi đẹp đó luôn có hình ảnh đầy trân trọng dành cho những người thầy, người cô kính mến. Không chỉ mang đến cho các thế hệ học trò con chữ mà còn gieo mầm đạo đức làm người. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số tác phẩm viết về mái trường và thầy cô giáo của các nhạc sĩ là hội viên Hội âm nhạc Hà Nội như một lời tri ân, tình cảm gửi tới những người làm công tác giáo dục, những người đêm ngày cần mẫn làm công tác chồng người. Trong cuộc đời nhạc sĩ đi viết sáng tác thì phải nói là mình rất có cảm tình với các cô giáo vùng cao, đặc biệt là các cô giáo cắm bản. Trong một cái lần mà đi sáng tác ở Đèo Mương, trên một cái cơ sở Đèo Mương của huyện Tân Sơn, thì tôi có đến một cái ngôi trường, ở đó có các cô giáo cắm bản ở đấy. Và các cô giáo cắm bản phải nói là những cái cô giáo mà phải hy sinh rất nhiều thứ, thậm chí kể cả tuổi thanh xuân, để có cái chữ cho các em vùng cao. Thì qua cái tác phẩm Bản Mình Yêu Cô Lắm, đây là một cái lời tri ân, trước hết là của bản thân tôi, sau đó là của các những người dân, các em học sinh ở những cái bản làng xa đối với cô giáo.